Chào mọi người, hôm nay Hải Sản Hải Bình giới thiệu cho bạn cho mọi người cách phân biệt bạch tuộc có độc và bạch tuộc không có độc. Đây là hai mẫu, mẫu đây này là mẫu bạch tuộc không có độc này, mẫu này là mẫu bạch tuộc có độc này. Lưu ý bạch tuộc này khi bạn ăn vào có thể nguy cơ đến ảnh hưởng đến tính mạng nha. Vừa rồi bên chỗ ở Hải Bình mình có người bị bạch tuộc này nó cắn mà gây chết người đấy. Nên nó nguy hiểm lắm. Đây, bạch tuộc có độc là bạch tuộc nó có cái hoa này. Đây hoa đây. Đây. Đấy, hoa màu xanh. Màu xanh 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 này này. Đấy, là bạch tuộc độc nhá. Là hai con bạch tuộc độc này. Tuộc nó có độc này. Nó có hoa màu xanh đấy. Đấy, mấy bạn nhìn vào biết liền luôn. Còn đây là bạch tuộc không có độc thì nó hoa màu trắng này. Đây là bạch tuộc này không có độc nha. Đây có bạch tuộc nhỏ đấy. Đây bên mình thu mua hàng về làm hàng cho khách đấy. Bữa mới phát hiện ra trong này có hai con bạch tuộc sót ra hàng có bạch tuộc độc. Loài độc này nó cũng như loài rắn vậy, như là nó độc vậy á. Bạn cẩn thận mà bị nó cắn một phát là mà băng bó vết thương nó kịp, nó máu chảy chứ độc nó chảy vào tim ngay nguy cơ mất tính mạng nha. Nên mọi người khi gặp một loài bạch tuộc mà có hoa màu hoa xanh này này, đấy chấm chấm xanh này này thì đừng nên ăn nha, bỏ đi. Kể ở lúc bạn mua hàng bên ngoài siêu thị hoặc là các đầu mối chợ đó, khi mua hàng nhớ để ý á. Vì khi ăn bạch tuộc vô không biết, kể đi nhà hàng hay đồ nhà hàng thì có nhiều nhà hàng họ bốc lớp da rồi này. Thì mình không biết nên phải ăn uống phải cẩn thận. Đây nó có màu chấm xanh này, này là có bạch tuộc độc. Đây này, con này chấm xanh này nên lưu ý nha. Đây là cách phân biệt bạch tuộc có độc và bạch tuộc không có độc. Đây là mình đang cầm có bạch tuộc có độc hai con, còn bên này là loại bạch tuộc không có độc này, nó chấm 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 trắng trắng này, không có độc này. Bạch tuộc ăn được lần ăn vào không sao hết, thoải mái. Đây chỉ có những người dân biển không biết cái này chứ bình thường mình mà đi ra ngoài, mình mà dân người bình thường mà dân biển thì mình không biết cái này đâu. Đó, đây là loại bạch tuộc có độc, ăn vào nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng ấy. Chấm xanh đây này, nên gặp loại này thì các bạn không nên ăn, đề phòng chắc ăn nha. Chứ loại bạch tuộc này ăn vào như lúc bạch tuộc nhỏ này thì làm một lẩu ngon này. Mà như lúc ăn vào không để ý rồi lỡ người nó bị sao nó mệt lắm á. Đây có hai mẫu đây, sẵn cho mấy bạn xem. Đây hai con bạch tuộc có độc này. Đây bạch tuộc không có độc này. Đấy không có độc đó. Đây bạch tuộc không có độc. Đấy chấm trắng. Đây bạch tuộc chấm xanh là cách phân biệt dễ dàng nhất. Đó, bạn nhìn thì mắt thường là bị biết rồi. Đó. Nên mọi người khi đi ăn bạch tuộc ngoài đường thì nhớ để ý nè. Còn bên chỗ bên mình cung cấp hải sản này mình làm hai cho khách vô tình phát hiện hai con này họ đánh lộn vào trong đó. Nên mình làm video này để cho mọi người cùng biết luôn cách phân biệt. Rồi, Hải Sản Hải Bình xin chào các bạn nhé. Đấy, quay cho các bạn thấy phân biệt rõ ràng. Đó. Không có độc này, nhìn đẹp chưa? Có độc này. Còn hình dáng thì kích thước như nhau này. Có tua, có đồ hẳn hoi này, có miệng này, nhưng mà bên này có độc. Bên này có độc này, chấm xanh này. Bên này không có độc này. Không trắng này. Đây con này vậy này. Đây mình lấy mẫu cho các bạn xem so sánh. Đây, không có độc. Là có độc. Thôi, chào các bạn.